Rồi xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm cái món gỏi chân gà rút xương, gồm là chân gà rút xương nè. Cái này là có dưa leo nè, cà rốt nè, hành tây sắc, có ít rau rau răm ha, rau thơm. Và cái này là nước mắm, nước mắm đường. Thì nguyên liệu nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Nước mắm đường của mình thì mình có nặn chanh vô luôn rồi ha. Mình làm luôn, đúng ra là có tỏi ớt nhưng mà nhà có em bé cho nên là mình không có làm, nó không ăn cay được nên mình không làm ha. Còn các bạn nào thích thêm gì vô thì cứ thêm ha. Có thể là ăn đậu phộng thêm cũng được, cũng ngon, nhà tại con bé nhà mình cũng không ăn đậu phộng cho nên mình không làm. Rồi bây giờ mình bắt đầu triển khai trộn gỏi. Rồi các bạn cùng theo dõi ha. Đấy, bỏ nước mắm vô rau. Trong này gồm trái dưa leo, cà rốt, sắc sợi, rồi hành tây ha. Bắt đầu mình trộn lên, cái món này nhậu cũng được nha, ăn cơm cũng được luôn. Ai thích ăn mặn thì làm nước mắm mặn mặn tí, ai thích ăn theo kiểu mà chua ngọt thì làm kiểu chua ngọt ha. Cái này nó cũng đơn giản làm thôi. Nói chung là cái kênh của mình thì mình làm tùm lum vậy đó, cho nó phong phú một chút. Rồi bây giờ mình bỏ chân gà vô mình trộn ha. Cái tô có vẻ hơi to quá, chắc cũng dễ trộn đây. Các bạn xem nhớ cho mình xin một like với lại subscribe nha các bạn, để ủng hộ kênh của mình nha, mình có động lực. Mình thì nó cũng không phải là chuyên nghiệp đâu, mình làm nghiệp dư, mình chủ yếu là mình làm về bên lĩnh vực thiết bị mã vạch. Những cái này là mình làm thêm nên mình có cái gì đó mình thấy cảm giác mình muốn chia sẻ cái gì mình quay clip mình chia sẻ cho các bạn thôi, chứ kênh mình không phải là kênh ẩm thực đâu. Các bạn trộn sơ như vậy thì cũng được rồi ha. Bây giờ mình chỉ cho thêm ít rau thơm vô nữa. Vậy là coi như đã xong cái món gỏi chân gà. Món này ngon lắm á. Rồi xin chào các bạn nha. Mong các bạn ủng hộ kênh của mình nha. Bye bye.